Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đây là sự kiện trọng đại của thành phố và của cả đất nước Việt Nam, là niềm tự hào của người Việt bởi từ đây, giấc mơ về những chiếc xe ô tô mang thương hiệu Việt dành cho người Việt đã trở thành hiện thực. Trước đó, sản phẩm xe máy điện thông minh Clara do VinFast sản xuất được coi là một điển hình về sự khác biệt và thu hút khách hàng. Mục tiêu cuối cùng là sản phẩm ô tô mang thương hiệu Việt đã được các chuyên gia, kỹ sư, công nhân nhà máy sản xuất ô tô VinFast làm việc miệt mài ngày đêm. Để rồi, chỉ sau hơn một năm, hai mẫu xe đầu tiên trong lịch sử của nền công nghiệp ô tô Việt Nam do VinFast sản xuất đã chính thức trình diễn tại Paris Motor Show tháng 10 năm 2018. Tiếp sau đó là một hành trình chạy đua với thời gian để từ tháng 3 năm 2019, có 155 xe ô tô VinFast đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến 14 quốc gia thuộc 4 châu lục để kiểm thử chất lượng và độ an toàn, nhằm bảo đảm mọi sản phẩm VinFast đều đạt tiêu chuẩn cao của châu Âu và thế giới trước khi chính thức bán ra thị trường. Tiếp đó, cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2019, hai chiếc xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã vượt qua 6.000 km chạy thử xuyên Việt trong 15 ngày. Sự kiện không những thu hút sự chú ý của người dân Việt Nam nhờ ngoại hình ấn tượng, mà còn thể hiện khả năng vận hành bền bỉ trên mọi địa hình, trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Việt Nam. Các chuyên gia kiểm thử đánh giá cả hai mẫu xe Lux của VinFast đều cho khả năng vận hành tốt trên đường hỗn hợp, vòng tua máy thường xuyên duy trì ở mức thấp, rất phù hợp với thói quen và điều kiện thực tế tại Việt Nam. Hiện VinFast trở thành nhà sản xuất xe hơi đầu tiên tại Việt Nam sở hữu một chu trình khép kín, đồng bộ và hoàn chỉnh. Theo VinFast, đây là chu trình sản xuất xe hơi hiện đại bậc nhất thế giới, trong đó nổi bật là dây chuyền gia công và lắp ráp động cơ, có khả năng tự động gia công tinh thân máy, lắp đặt máy, mạ lòng xi lanh, nhiệt luyện và gia công trục khuỷu. Xưởng sơn với toàn bộ công đoạn sơn được vận hành khép kín tự động, từ công đoạn xử lý bề mặt, phun keo gầm xe, phun sơn lót, sơn phủ với 79 robot phun sơn tự động. Xưởng dập và xưởng hàn thân vỏ được tự động hóa tối đa với 1.200 robot. Là người chứng kiến và gắn bó với VinFast từ những ngày đầu tiên, ông James B. DeLuca, Tổng Giám đốc VinFast vui mừng thốt lên: Việt Nam đã làm được, VinFast đã làm được. Theo ông, đó không chỉ là cảm xúc riêng của hàng nghìn con người làm việc tại VinFast, trực tiếp góp phần đưa VinFast trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên của người Việt, mà còn là cảm xúc chung của hàng triệu con người trên dải đất hình chữ S. Cuối cùng, Việt Nam cũng xây dựng được ngành công nghiệp ô tô của riêng mình. Cuối cùng, người Việt cũng có những chiếc ô tô thiết kế riêng cho mình. VinFast chính là niềm tự hào của hàng Việt, người Việt.